phần cuối, kết thúc drama tin đồn Dương Minh Tuyền. Vào đầu giờ trưa 13 giờ, ngày 4 tháng 3, sau drama lúc 2 giờ sáng tin đồn đại ca Dương Minh Tuyền bị tác động vật lý, tình hình nguy kịch, tiên lượng xấu. Bất ngờ Dương Minh Tuyền livestream để thông báo cộng đồng mạng là mình vẫn ổn. Tất cả do tin đồn thêu dệt. Như vậy tất cả chỉ là tin đồn ác ý không có thật. Sau đây là clip livestream mới nhất của Dương Minh Tuyền. Hello, chào tất cả cộng đồng mạng nha, vừa ngủ dậy. Tóc hơi bếp sau qua một đêm. Và vừa mình vừa ngủ dậy thì rất chi là nhiều cuộc gọi. Và rất chi là nhiều người nhắn tin ở Facebook của mình. Bảo với mình là bị đâm lòi ruột. Ông đây Dương Minh Tuyền vẫn sống nhá. Nhá. Đứa nào tung tin đồn thứ thiệt thì ông nhân nào ắt quả đấy. Bị xiên lòi phòng lòi phèo là sai các bạn nhé. Các bạn ạ, thông tin sai sự thật, bịa đặt, bôi nhọ, làm ảnh hưởng danh dự. Ok anh em, Tuyền đang sống sờ sờ đây mới bảo ấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.